Rồi sau khi mà chúng ta thiết kế xong thì các bạn bấm vào cái chia sẻ ở góc trên bên phải. Và chúng ta sẽ vô cái mục là liên kết xem công khai. Ha, liên kết xem công khai. Còn nếu như các bạn chọn mà sao chép liên kết này á là các bạn có thể gửi cho bạn của mình trong nhóm cùng sửa cái nội dung này. Còn nếu như mà các bạn chuyển cho thầy thôi thì các bạn có thể là sao chép cái link công khai. Bấm vô đây thì ở phía dưới nó sẽ gợi ý cho mình là tạo liên kết xem công khai. Và các bạn copy sao chép cái link này và các bạn gửi đi. Như vậy thì mọi người có thể là nhìn vào cái link này sẽ thấy được cái nội dung công khai. Và chú ý là ở phía trên này nó không có chữ edit nha, có chữ view là đúng. Còn nếu mà edit là bạn gửi để mà người khác có thể cùng sửa với lại mình. Ha, như vậy các bạn đã chia sẻ được cái link này đối với người khác và thầy sẽ nhìn được cái kết quả mà các bạn đã làm.